Công nhận cái thiết kế của Nokia xưa nó đỉnh của chốp luôn anh em ạ à. Xin chào anh em đến với kênh của mình Và trên tên mình ở đây là một chiếc Nokia mang tên 6700S hay còn gọi là 6700 Slide Một chiếc điện thoại đã ra mắt cách đây khoảng 13-14 năm rồi Tức là năm 2010-2011 Và trong video này mình sẽ mở hộp và trên tay cho anh em chiếc Nokia 6700 Slide 6700S đấy Để cho anh em biết một chiếc 67S zin nguyên bản từ ngày xưa nó sẽ như thế nào bật mí cho anh em là hai chiếc này bên mình đây là lần đầu tiên bên mình về hai cây màu bạc lại còn nguyên hộp và chưa qua sử dụng anh em nhé ngày trước thì mình có về các màu như là màu tím hoặc là màu bạc này mình có về cách đây hai ba năm mình có về một hai cây màu bạc nhưng mà nó lại là bản tầm chín bảy chín tám phần trăm thôi nguyên hộp chín bảy chín tám phần trăm thôi và riêng năm nay bên mình lần đầu tiên bên mình về được hai hộp màu bạc lại còn nguyên hộp và chưa qua sử dụng thì anh em biết nó đã hiếm như thế nào và cái con màu bạc này là mình cũng bật mí luôn nó là màu đẹp nhất nó là màu đẹp nhất của dòng 67s nên là anh nào mà cần sưu tầm thì liên hệ mình sớm trước khi hai chiếc này bán mới, bán hết nha anh em nhé thì tí nữa mình sẽ đọc email của từng con không anh em bảo là có hai con nhưng mà bán lại số lượng con nào bao nhiêu cũng có thì không có đâu nhá tí nữa mình đọc email luôn Đấy. con này thì mình cũng quay qua cho anh em xem là đây con này thì mình đang lắp sẵn sim 3g viettel 3g sóng sánh căng đét luôn anh em nhé Đấy, 3 g căng đét không xì si nhê một vạch nào luôn. Con này thì là thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Nắp trượt cũng như là mặt trước là thiết kế vỏ nhôm này, mặt sau cũng lưng nhôm này. Nên là cầm trên tay cái cảm giác nó cao cấp cũng như là cái thiết kế của nó 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 rất là nhỏ gọn nhưng mà con này thì mình đánh giá rất là cao. Cái loa thoại cũng như là pin và độ bền của con này. Đấy. Thì uh, máy thì mình sẽ để sang một bên và mình sẽ nói về máy sau. Thì bây giờ mình đi đến hộp trước anh em nhé Đây đọc in luôn này. Email một con là 72615 Một con email là 71914 Đấy chỉ có hai con này thôi Nên là anh em anh nào mà may mắn mua thì được hai con này Chứ còn à, bây giờ nếu mà bán hết thì khả năng là hai màu này rất hai con này của cái màu bạc này rất là khó để săn lại đấy. đấy. Bản này của mình mình là bản thị trường nội địa Trung Quốc anh em nhé, zin nguyên bản nguyên hộp từ ngày xưa và mình bao trách mọi thợ nhá. Đấy, mình quay qua ngoại hình hộp này, hộp con này thì nó được bảo quản ở trong thùng nên là nó nó còn rất là đẹp. Đấy mở hộp mở hộp ra thì ở bên trong đây hai hộp nó gần như là một thôi đây anh em nhìn đây cái hộp thì có cái túi đựng máy nguyên gốc của túi đựng máy này thì nó đã bị bục qua thời gian rồi cái túi này nó là túi dạng hữu cơ dễ phân hủy nên là qua thời gian thì nó đã bị bục anh em nhìn mới biết đây là đồ zin này máy đồ zin còn riêng cái túi mà đựng pin là cái túi dạng ni lông bình thường nhá thì nó vẫn bình thường thôi cái dạng túi của cái đựng máy là túi dạng hữu cơ dễ phân hủy nên nó mới bục như này thôi đấy Mở hộp ra thì ở phía dưới nó gồm những cái gì? Thứ nhất là một bộ củ cáp sạc zin. Như anh em cũng biết rồi, thị trường nội địa Trung Quốc thì là củ rời cáp rời nhá. Mỗi thị trường là củ cáp khác nhau. Đây, bộ củ cáp sạc zin này, cái cáp chân kim à, rời này thì nó rất tiện dụng khi mang lên ô tô hoặc là sạc à, thông qua laptop này. Đấy, một bộ củ cáp sạc này. Thứ hai nữa là một à, tiếp nữa là một cái tai nghe zin, tai nghe chân 2.5 mm anh em nhìn cái tai nghe thì con này thì nó rất là quen thuộc rồi đây anh em nhìn cái tai zin này qua thời gian này nó hơi bóng bóng lên một chút nhưng mà đồ zin chất thì cái nhìn phát là một là anh em biết luôn đây cái tai nghe nó hơi dính dính này đấy hơi dính dính qua thời gian này đấy con này là chân 2.5 nhá chứ không phải là 3.5 đâu tiếp nữa là một cái sợi uh, cáp USB để truyền dữ liệu kiêm chạy phần mềm hình như là cái cáp này cũng là cáp sạc luôn con này nó sạc được cả cổng dẹt cả 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 cổng chân cả cổng chất kim thì phải. Đấy và bên dưới thì sổ sách thì thôi mình không cầm lên đấy nhá. Và ngoài những cái món phụ kiện mình vừa mới kể trên thì ở trong máy nó còn một cái thẻ nhớ nữa và đương nhiên là còn một viên pin zin 4CT nữa mà mình đang lắp sẵn ở trong máy rồi. Viên pin zin thì nó đang nằm ở trong máy anh em nhá. Đấy. Con này thì sóng sánh 3G căng đét luôn. Cũng như là thiết kế con này phải gọi là đẹp dã man luôn đấy. Màu bạc này thì mình rất là hiếm khi về hàng nguyên hộp mà chưa qua sử dụng. Cái 67S mà màu bạc này này. Cái màu này là cái màu đẹp nhất của con 67S này này. Là anh nào cần sưu tầm thì liên hệ mình sớm trước khi hết. Ok, cảm ơn anh em đã xem video.